bánh xèo. Bánh xèo tấu tấu. Bây giờ mình ở một quán bánh xèo ở Long Xuyên. Và bạn của mình nói ở thành phố Long Xuyên rất khó tìm được bánh xèo. Thì mình thấy buồn, rất là buồn, vì bánh xèo là món mình thích nhất. Cảm ơn nhé. Cái này là gì? Cái này là gì? Không biết. Bánh xèo là món mình thích nhất. Thì bạn của mình nói ở thành phố Long Xuyên khó tìm bánh xèo, mình thấy buồn. Hôm nay bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ. Bạn tụi bạn và mình đến quán đây, quán này trước khi mình đến đây một mình. Nhưng mà quán này 11 giờ mới có bánh xèo mới mở. Mình thử. Có cách ăn bánh xèo là sử dụng cái này, phải không? Không biết. Chọn bánh xèo về chấm. Okay. Chấm. Chấm. Lần đầu tiên ăn bánh xèo ở Việt Nam. Và với mình rất là vui vì ngon quá, ngon nhất. Vậy là rồi. Nhưng mà sáng nay mình đã ăn phở đặc biệt và cơm tấm rồi. Hôm nay đi phở nam ta và quán cơm tấm cây điệp. Nhưng mà bánh xèo là số 1. Luôn luôn là số 1 với mình. Chấm.
sốt. Sốt cái này là gì? Khoảng sốt này. Sốc này là gì? Không biết. Nhưng mà ngọt. Không mặn, không chua, ngọt. Bây giờ bây giờ mình chưa nói hôm nay là thứ mấy thứ nào vậy? Mấy thứ hôm nay thứ nào? Quên mất rồi. Hôm nay thứ tư hôm nay là thứ tư ngày 13 hoặc là 14, không biết, nhưng mà tháng 12 năm 2022. Okay, bye bye.